Hoa Lan Quang Minh xin chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay cũng lâu quá rồi em cũng không có lên clip. Hôm nay em quay trở lại, quay clip tiếp tục nha các cô chú anh chị. Hôm nay bận quá. Hôm nay em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochop. Là những cây thương hiệu, là những cây thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, để các cô chú anh chị mình chưa có sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908846804. Địa chỉ cửa hàng ở tại sân vận động Long An, sau lưng khán đài A, mặt tiền đường Hùng Vương, cách bến xe Tân An Long An là 200m. Thì nãy giờ em đang cho các cô chú anh chị mình xem, đây là cái mặt hoa vàng đỏ Long An. Cây này là thương hiệu của những anh em chơi chớp Long An. Vàng đỏ Long An các cô chú anh chị, cây này thì hoa đẹp, sổ ổn định rồi. Nói chung là cây này là có thương hiệu trên thị trường, vàng đỏ Long An. Thì đây là cái mặt hoa cực kỳ xinh đẹp nha các cô chú anh chị. Rồi. Đây các cô chú anh chị. Đây. Hôm nay thì em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là bốn hình cây. Nhưng mà bốn hình cây này là bốn loại khác nhau để các cô chú anh chị mình sưu tầm. Nha. Rồi, bây giờ đầu tiên là mã số 1 nè các cô chú anh chị. Mã số 1 vàng đỏ Long An. Cây này có giá là 1.000k. Cây này lúc trước là khoảng tầm 4.000, 5.000 gì đó các cô chú anh chị. Nhưng mà giờ thì nói chung thị trường lan nó gọi là nó cũng giống như là bình ổn. Bình ổn. Nói chung là nó gọi là sao ta? Dùng cái từ là bảo hòa. Nên là cái giá cây bây giờ nó đã xuống nhiều. Mềm mại lắm các cô chú anh chị, mềm mại lắm. Đây, mã số 1 1.000k vàng đỏ Long An. Lấy cái thước cùn ra đo luôn. Cây này là 3 xăng các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị mình thấy không? Nè, 3 xăng nè. 3 cm. 3 cm thì đây là một cái kỳ nha các cô chú anh chị. Cái cây này là cắt ra rồi, bên đây còn cái mắt mà không biết lên nổi hay không thì cái đó là hên xui nha. Cái này là cái kỳ, còn cái thân mẹ thì hai mắt nó còn nguyên. Nói chung cái này là còn khai thác được á. Khai thác được á nha các cô chú anh chị. Mầm gốc là chưa có lên. Mầm gốc chưa có lên đâu. Đang lên là đang lên cái kỳ đó, cái đó là cái mắt gối á. Cái này là mắt gối nè. Còn cái mầm gốc nó nằm phía dưới nữa. Mầm gốc phía dưới nha. Đây, cái dàn rễ nó thì quá ok nha các cô chú anh chị. Còn thân lá thì đẹp lắm. Đây, thân lá đẹp lắm các cô chú anh chị. Tím riệm mà sọc luôn nè. Tím riệm mà sọc luôn. Nó chớp luôn. 3 cm nha các cô chú anh chị. Mã số 1 là vàng đỏ Long An. 1.000k. 3 cm. Mã số 1. Rồi. Bây giờ là qua mã số 2 nha. Xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình, đây là cái mặt hoa là huyết long. Huyết long. Cái mặt hoa huyết long thì cái màu nó sẫm hơn là cây Coyoteres nha các cô chú anh chị. Thì ở clip này thì em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là cây vàng đỏ Long An nè, cây huyết long nè, Coyoteres và một cây vàng đỏ xưa. Thì đây là cái mặt hoa là cây của cây huyết long. Huyết long nha. Cái mặt hoa huyết long thì cái mặt hoa của nó, cái màu hoa của nó là sẫm, sẫm hơn là so với cái cây Coyoteres. Mấy anh này thì nó cũng là anh em với nhau đó các cô chú anh chị. Hai này anh em á. Mặt hoa nó gần như là giống nhau. Nhưng mà cái màu của huyết long là nó sẫm hơn, nó đỏ hơn. Mã số 2, đây là cây huyết long. Cây huyết long ha, 1.000k. Huyết long này là cũng 1.000k. Cây huyết long này thì đây, cái thân mẹ thì đứng ngọn rồi.
phân mẹ đứng ngọn, nó đang lên một mầm gốc. Đây, đang lên một mầm gốc. Một cái mắt gối đã sáng, và ở dưới đây là một cái mầm gốc nữa là chưa, đang lên nhẹ luôn. Đó, nó đang sáng rồi, nó đang chuẩn bị lên luôn. À, đo luôn các cô chú anh chị mình xem nè. Đây, cái mầm này là nó khoảng tầm 4 xăng các cô chú anh chị, hơn 4 xăng chút xíu. Hơn 4 xăng chút xíu. Còn cái thân mẹ được bao nhiêu đây? Cái thân mẹ là được 11 xăng các cô chú anh chị ơi. Cái thân mẹ là 11 xăng. À, lên một mầm gốc chuẩn bị lên rồi á. À, mặt gối lên luôn, cái này là về khai thác là ngon lành. À, cây này là mới trồng khoảng tầm mười mấy ngày, rễ cũng đang bắt đầu xuống nè. Đang xuống. Sao cho coi được ta? Rễ nó đang xuống các cô chú anh chị. À, trong đây là rễ đang xuống nha. À. Sao cảm giác nó bị chối chối sao ta? Đây là cái mặt hoa là Coyoteret nè các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa Coyoteret. Thì các cô chú anh chị mình nhìn thấy không? Tức là hai cái mặt hoa này á, cái nó gần như giống nhau, nhưng mà cái màu của huyết long á thì nó sẫm hơn. Còn cái màu Coyoteret thì nó không có sẫm bằng. À. Nhưng mà cái chớp thì nó cũng na ná nhau vậy đó các cô chú anh chị. Đây là mặt bông Coyoteret nha. Coyoteret, đây là cái mã số 3, 900k. À, 900k, rẻ hơn là cái cây huyết long chút xíu, cây lớn hơn luôn. Đây, đo các cô chú anh chị mình xem. Đây, cái cây này là 4 xăng nè, các cô chú anh chị mình thấy không? À, cái mầm tơ là 4 xăng nè, còn cái thân mẹ, đo cái thân mẹ nha. Cái thân mẹ này nó là 17 xăng. Sorry. Bậy rồi, sai rồi. Cái đâu là đâu là làm lại nha các cô chú anh chị. Cái mầm tơ là 6 xăng. À, cái mầm tơ là 6 xăng nha. Cái mầm tơ là 6 xăng, còn cái mầm mẹ là 14 xăng. À, cái mầm mẹ là 14 xăng nha các cô chú anh chị. Mầm mẹ là 14 xăng, còn cái mầm tơ là 6 xăng. Cái mầm gốc còn lại nó đang lên luôn rồi nè các cô chú anh chị thấy không? Đó, cái mầm gốc còn lại nó đã lên luôn rồi. Đây, quay một vòng cho các cô chú anh chị mình coi mấy cây. Coi nguyên cái hình cây. Cây này trồng cũng cả mười mấy ngày rồi. Rễ nó đang xuống nè, rễ nó đang bò xuống rồi. Bành ra. Đây, rễ đầu rễ nó trắng phơi phới luôn, xanh lè luôn. Đó, là hai cây, ba cây. Bây giờ còn lại một cây cuối nha. Đây là cái mặt hoa quốc dân các cô chú anh chị, chớp quốc dân. Đây là cái mặt hoa là vàng đỏ xưa. À, vàng đỏ xưa nha các cô chú anh chị, vàng đỏ xưa. Đây là cái mặt hoa chớp vàng đỏ xưa. Đây là cái mặt hoa chớp quốc dân. Nói chung nay giá cũng ổn định lắm các cô chú anh chị. Đây, mã số 4 nha. Mã số 4 của vàng đỏ xưa là 800k. Cây vàng đỏ xưa này rất là lực nha các cô chú anh chị. Nói chung cây này là cũng đang bắt đầu ra rễ. Cây này cũng mới trồng khoảng tầm 7-8 ngày gì đó. Đó. Nè, cái mầm gốc đang lên nè các cô chú anh chị thấy không? Đây, mầm gốc đang lên nha. Bên đây thì chưa có lên. Rồi, đó, coi cái cây này nó dài bao nhiêu. Cây này dài được 12 xăng. Đó, 12 xăng, hơn 12 xăng chút xíu. Các cô chú anh chị mình thấy không? Nó 12 xăng, hơn 12 xăng chút xíu. Lực nha. 800k, quá rẻ các cô chú anh chị. Đó, giá là bèo bọt luôn. Vàng đỏ xưa mã số 4. Đó. Thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 4 cái hình cây. À, vàng đỏ Long An. À, huyết long Coyoteret và cây vàng đỏ xưa. Thì đây là 4 cái mặt hoa. À, là 4 hình cây, mỗi một loại nó có một cây của clip bán hàng ngày hôm nay. Thì cô chú anh chị nào mà mình chưa có những cái mặt hoa này trong bộ sưu tập hoa lan chớp của mình thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. À, xin nhắc lại
Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở tại sân vận động Long An, sau lưng khán đài A, mặt tiền đường Hùng Vương, cách bến xe Tân An Long An là 200m. Và xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.